Con xin phép ba quý cha để được chia sẻ lời Chúa cho các em thiếu nhi trong ngày hôm nay. Kính thưa các quý thầy, quý sơ, các vị trùm là đại diện cho các sứ trong giáo hạt. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt là chúng con thiếu nhi thân mến. Thiếu nhi chúng con nghe bài phóng ngày hôm nay thuật lại biến cố gì? Biến cố gì nhỉ? Chúa Giêsu đi vào thành Jericho, không phải Jerusalem nha, Jericho, và Ngài đi ngang qua thành phố đấy nha. Và Chúa Giêsu đi như vậy thì dân chúng có đông đi theo Người không? Có. Đấy, ông Giacêu này, ông ấy thấy dân chúng đông quá mà ông muốn xem Đức Giêsu này như thế nào. Nghe là ông Giêsu này ông nổi tiếng lắm, ngôn sứ này làm nhiều phép lạ lắm, giảng dạy uy quyền. Không biết ông Giêsu này ông mặt mũi ông làm sao, không biết mình thấp quá, không biết làm sao được. Ông chơi bài gì chúng con? Chạy lên phía trước, làm sao nữa? Leo lên cây sung để nhìn Đức Giêsu. Cứ tưởng tượng như thế này, ví dụ có Đức Cha mình về, xong rồi đông người quá, xong rồi một ông chủ tịch xã, ông leo lên cây, một cái cây nào đó, cây xoan, ông ấy nhìn, xin lỗi tất cả thiếu nhi ở trong Vũ Tiến này biết ông chủ tịch xã, mình có buồn cười không? Ai người lớn thì đứng như trẻ con lên cây vậy, cười chết, buồn cười chết. Vậy mà ông ra kêu này, ông là trưởng những người thu thuế nha, to lắm đấy. Không, ai cũng biết ông hết, bởi vì thu thuế mà đứng canh đường này. Thu thuế ngày xưa đứng canh đường này, ai đi qua biết hết à, biết hết mặt ông ấy. Đấy, ông lãnh đạo mà, biết hết. Bây giờ ông leo cây sung nhìn như vậy buồn cười quá, chắc chắn mọi người dễ cười. Ông có ngại gì không? Ông ta kêu không ngại gì không? Chỉ vì muốn nhìn mặt Đức Giêsu mà thôi, không còn ngại gì hết, cứ thế rồi. Và rất là lạ, bình thường Đức Giêsu lại phải đáng lẽ Ngài phải ưu tiên cho đám đông đi theo Ngài mới đúng chứ, giảng dạy cho đám đông chứ. Vậy mà nhìn thấy Giacêu, gọi luôn Giacêu luôn. Giacêu, hôm nay tôi phải đến ở trong nhà ông. Thế mới chứ. Ông Giacêu này, ông có mau mắn, hầu chúng còn mau mắn để đón tiếp Chúa không? Đó, có không? Mừng rỡ để mà tụt xuống đón Chúa. Dân chúng nói vì dân chúng sầm xì làm sao không con? Dân chúng sầm xì làm sao? Ôi, nhà này người tội lỗi thế mà ông ấy cũng vào trọ thế. Và ông ta kêu này, ông đã có một cái hành động thay đổi nào như nào con? Ông có tuyên bố như nào con? Có một cái hành động tuyên bố, một cái lời tuyên bố rất rõ ràng như nào con? Rồi con, có lời tuyên bố gì con? Rồi con, giờ cánh tay cao. Rồi con, ông có tuyên bố như nào con? Cha là ông ấy tuyên bố là ông sẽ lấy nửa tài sản của mình cho người nghèo, còn nếu ông lấy đồ của ai thì ông ấy trả gấp 4 lần ạ. Rồi xin mọi người cho em tràng pháo tay ạ. Ở đây có ai đã từng hoán cải và thay đổi đời sống cỡ như vậy không? Không, bây giờ tôi đã làm hại ai tôi đền gấp 4. Có đây có ai trong nhà thờ này có ai thay đổi cỡ như vậy không? Có không? Có đây có ông nhà giàu làm cỡ như vậy bao giờ chưa? Chia phân nửa tài sản mình cho người nghèo và làm hại ai thì đền gấp 4 luôn. Ghê gớm nhờ. Thay đổi triệt để. Cái gì đã làm cho ông trưởng thu thuế này ông thay đổi như vậy? Cái gì giúp cho ông làm thay đổi cuộc đời ông như vậy? Không, hoàn toàn thay đổi như thế. Cái gì đã giúp ông thay đổi thế? Rồi con, thế mới giỏi. Rồi, cái gì đã giúp ông thay đổi vậy? Rồi con. Lòng tin của ông mà ông giúp ông thay đổi. Rồi, cảm ơn con. Xin mọi người cho em tràng pháo tay ạ. Cha mô tả cho con, biết như này nhá. Cha mô tả cho con biết. Ông thu thuế này, ông thu thuế cho ai? Thu thuế cho ai? Thu thuế cho đế quốc Roma. Người Roma đang đô hộ người Do Thái, mà ông này là người Do Thái mà lại đi thu thuế cho đế quốc Roma, thì người dân người ta có khinh không? Xong rồi chắc chắn ông phải biển thủ, ông phải tham nhũng, cho nên ông mới giàu như vậy, cho nên càng khinh nữa.
Đấy, càng khinh nữa. Ông này giàu mà bị khinh vậy thì có sung sướng không? Chúng còn có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Ông cô đơn vô cùng. Cho dù ông giàu có, cô đơn vô cùng. Đi đâu người ta cũng nhìn ông với con mắt hình chữ O và cái miệng chữ A. Đấy, không? Lườm nguyết, không? Không, cũng có vẻ cái nhìn là khác ngay. Vậy thôi, bị ghét là nhìn biết ngay. Mà ông không có làm gì mà thay đổi cuộc đời mình vậy được, không gì thay đổi được. Vậy mà đây ông bị bỏ rơi, ông bị khinh bỉ như thế. Đây vị ngôn sứ, ông chỉ biết là vị ngôn sứ thôi, thế thôi. Biết Giê-xu là Thiên Chúa được, biết là vị ngôn sứ. Thế mà bảo hôm nay tới ở với nhau, mới lạ, làm sao mà mơ được, mong được. Đấy, đó là cái niềm vui quá lớn trong cuộc của ông. Và nó xóa tất cả cái quá khứ của ông là ông bị khinh bỉ. Bởi vì một ngôn sứ đến nhà mình cơ mà, quan trọng vậy cơ mà. Đấy, cho nên cái điều đó nó giúp ông thay đổi toàn bộ cuộc đời của ông. Ngày hôm nay thiếu nhi chúng con có để cho Chúa biến đổi cuộc đời chúng con không? Nếu như chúng con biết để cho Chúa là tình yêu rất lớn lao đến với chúng con và chạm vào chúng con, biến đổi cuộc đời của chúng con. Chỉ tình yêu mới biến đổi, chỉ tình yêu mới cứu độ thế giới chứ không phải là khoa học. Đức Giáo Hoàng Benedicto ngài nói như vậy. Nếu như ngày hôm nay chúng ta để cho tình yêu của Chúa đến với chúng ta và chạm vào cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi. Chúng ta phải cảm nhận tình yêu của Chúa thế nào cơ? Đức Giê-xu thế nào cơ? Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nó trút bỏ vinh quang mà cái thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, chúng người trần thế. Thì còn hạ mình vâng là trên nỗi bằng lòng chịu chết và trên thập giá. Ngài là Thiên Chúa bây giờ bỏ hết vinh quang, không? Để mà đến trần gian này làm người như chúng ta, không hạ mình đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá vì chúng ta. Cái tình yêu có lớn không? Tình yêu có lớn không? Thân phận của chúng ta là thân phận phải chịu tình lộ của Thiên Chúa, thân phận phải chết. Vậy mà Chúa đã chịu chết thay cho chúng ta, tình yêu có lớn không? Tình yêu của Chúa có lớn khi ngày hôm nay Ngài trao bản thân, Ngài có tấm bánh cho chúng ta, vào tay chúng ta. Có lớn không? Tình yêu có lớn không? Nhiều khi môi miệng mình không sạch, và đặc biệt tấm lòng mình nhiều khi không trong sạch để đón rước Chúa nữa. Vậy mà Chúa đã hạ mình đến với chúng ta, tình yêu có thật lớn không? Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc chúng ta không? Ngài vẫn nhìn đến cuộc đời của chúng ta không? Ngài luôn nhìn đến và Ngài chăm sóc cuộc đời của chúng ta, tình yêu thật lớn. Chỉ khi chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Chúa thật lớn, Ngài đến với chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta, Ngài chỉ chúng ta một con đường đi giữa thế giới này, đó là con đường yêu thương. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, và Ngài là anh cả, Ngài là huynh trưởng giữa một đàn em đông đúc để tất cả nhân loại này đi cùng Thiên Chúa là Cha. Khi chúng ta được chịu phép rửa tội là chúng ta được đưa vào trong Chúa rồi. Tôi đang ở trong Chúa rồi. Mà Chúa Giê-xu một tình yêu bao la vô cùng, Ngài có thể ôm lấy tất cả nhân loại này vào trong bản thân Ngài. Giáo hội toàn thể là vậy đấy. Chúng ta là chi thể trong thân mình mầu nhiệm là giáo hội, và Đức Kitô là đầu dẫn tất cả nhân loại này cùng Thiên Chúa. Tình yêu thật lớn đấy. Khi chúng ta cảm nghiệm tình yêu thật lớn đấy, chúng ta sẽ để cho Chúa biến đổi mình. Biến đổi làm sao? Biến đổi làm sao không con? Biến đổi làm sao? Có những đứa chỉ tục, chứ bây giờ mình không chỉ tục nữa. Có đứa chỉ tục dễ lắm, nghe ngọt lắm, có không? Có đứa chỉ tục ngọt lắm, bây giờ không chỉ tục nữa. Có đứa lười đi học, bây giờ mình chăm chỉ đi học, học ngoài trường, học giáo lý, không? Mình lười đi lễ, nha. Lười đi lễ thì sao mà nghe được lời Chúa, để Chúa biến đổi, dạy dỗ mình, chịu khó hơn. Mình không có giúp đỡ bố mẹ, không? Lười biếng không giúp đỡ bố mẹ thì chịu khó giúp đỡ bố mẹ hơn. Có những đứa đi ra ngoài chơi game, cứ thích chơi game rồi. Chơi game thì khỏi học. Muốn làm người thật tốt, muốn tương lai có nghề nghiệp thật tốt mà không học thì có không? Có không? Suốt ngày chơi game, suốt ngày lướt Facebook, suốt ngày lướt Zalo thì có học được không? Vậy thôi, thì mình thay đổi.
để Chúa biến đổi mình. Không, bố mẹ vất vả gian nan vì mình, không, mình phải thấy công lao đấy. Và Chúa luôn yêu thương mình bằng tình yêu thật lớn như vậy, mình cứ để cho Chúa biến đổi không? Và chỉ khi chúng ta để Chúa biến đổi như vậy thì cuộc đời chúng ta mới thay đổi được. Nha. À, chúng ta trở nên một người công dân tốt, một người trở thành người hữu ích cho xã hội này. Chúng ta một thành môn đệ Chúa Kitô, thành người giáo dân tốt ở trong giáo xứ giáo họ của mình. Và chúng ta trở thành người biết giúp ích cho anh chị em xung quanh mình, biết quan tâm đến những người nghèo, thì chúng ta đang được Chúa biến đổi trong đời chúng ta. Vì vậy mà chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta luôn biết để cho Chúa đến cuộc đời chúng ta, chạm vào lòng chúng ta, để Chúa làm thay đổi cuộc đời chúng ta như Chúa đã thay đổi ông Gia-kêu.